Đấy, chưa? Mày thấy hồ trước đây đẹp không? Thì công nhận là đẹp. Mà trời ơi, thiếu gì chỗ mà cứ đi xích đích lên đây chi gì trời. Trời ơi, tao muốn làm cho mày một điều rất là bất ngờ. Hôm nay là ngày là mày phải nghe lời tao. Bây giờ mày nhắm mắt lại. Rồi. Đi từ từ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 rưỡi, 10, mở mắt ra. Trời ơi, bất ngờ quá. Trời ơi, luôn á, ghê vậy hả? Sinh nhật của mày, mà dạo này thấy mày thay đổi thế không? Mày thích là nhẹ nhàng, riêng tư, đấy. Mà sau này mày thay đổi tâm tính mày hào phóng ngang vậy trời. Mày khùng hả trời, đất ơi, thì bây giờ mày thay đổi tao mà thay đổi chứ. Đúng cho nó mới thích hợp. Trời đất. Ở đâu ra vậy? Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Thôi, đâu vậy? Ê! Sơn nữ hả? Sơn nữ tới đây. Hôm nay sinh nhật người ta. Tại sao sơn nữ? Phóng ra phóng vào, phóng ra phóng vào. Trời ơi. Ủa, xinh quá vậy. Trời ơi, coi kìa. Trời ơi, trời ơi. Hello. Trời ơi. Chào sơn nữ. Chào, chào, chào anh Hưng. Ngoại, trời, sao có mặt ở đây vậy? Trời, sao có mặt ở trong rừng mà còn có bánh kem nữa? Tôi xin giải thích. Giải thích đi. Kính thưa quý vị, tháng 10 là tháng sinh nhật của bản thân tôi. Ôi giời. Cho nên tôi quyết định bỏ một ít nhân lượng tổ chức một buổi sinh nhật chỉ cần hai đứa mà thôi. Nhưng mà lỡ dại bánh kem to quá. Đây nè, bây giờ ở đây con để ăn phụ. Ở đâu nổi không đó? Trời ơi, đừng lên đi ra. Trời ơi, đi ra. Đâu đây? Team Salon Manga hôm nay đi Kutu Marakatua. À không, em. Đây, người Việt Nam hết á, nói chuyện Việt Nam đi. Cái gì vậy? Với cái ngôn ngữ mà mình không hiểu được á, thì để chuyên gia ngôn ngữ nói. Chị Google ơi. Chị đây. Chị có thể nào làm sao để cho hai người này họ nói được tiếng Việt được không? Em hãy nhìn ra sau lưng. À, rồi rồi em thấy rồi. Mò trong đó đi em. Google phải dùng từ thì ghê quá, mò. Than ngoại. Mà phải đọc thần chú chứ. Thôi cái làm cho. Vũ Hà cũng không làm đi. Thành công liền. Hiểu rồi. Đây là lá ngón. Lá ngón. Ôi. Tao không hiểu gì nhưng tao cũng biết cái đó đọc nha. Trời ơi kìa. Chết rồi. No it y. Đây là lá chuyển ngữ. Khi mà ăn vào mỗi đứa ba lá. Doraemon sau này giao diện la he. Ê rồi. Ăn đi hai bỏ em. Bỏ vô nha vô. Ăn. À rồi. Chết rồi, chưa nói được chưa? Có tiếng rồi. Nói nè. Nói nè, hey nè, hey. Xin chào. Hello. Nó em, nó tiếng Việt. Xin chào. Xin tự giới thiệu, đây là chồng em. Go. Con vợ của ta đây rồi, ngày hôm nay ta sẽ bắt con vợ này về làm vợ của ta suốt đời. Hả? Cái gì vậy? Alo. Alo. Ở trên cái chỗ của ta mới có cái tục là bắt vợ, hiểu không? Ta đã đi xuống đây để đi khám phá cái miền rừng núi khác mà tự nhiên cũng bị bắt vợ, nó làm sao vậy? Oh no, cái đó người ta gọi là giao lưu văn hóa. Ta ở Tây Nguyên nhưng ta học văn hóa Tây Bắc, ta đi bắt vợ bình thường. Thôi mà tự nhiên cái hả, mới gặp nhau cái đòi cưới người ta. Bởi vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là alo. Cũng nên số lời vô cùng với trai bán nhưng mà thôi. Nhưng mà trước tiên phải biết tên tuổi của nhau chứ. Ta tên là Long Chuôn. Ấy, Long Chuôn hả? Là phải cái người Long Chuôn mà làm tiktok vô không? Vô không?
không có dơ nha. Không dơ. Nói dơ tao đăng keo bao ha. Xách xe nha, tích cực nha. À, hiểu chưa? Hiểu rồi. Ta thể hiện tài năng của ta nha. Ờ. Ta được xa đang he. Trời ơi, những đường nhảy thật là đàn ông chứ. Ta được chưa? Yeah. Mê ta chưa? Theo ta đi. Bây giờ, lên lên phòng của ta đi. Gu chồng bây giờ đã độc lạ hết cơn. Chồng này là chồng lên nhau đó. Chồng mới cấp động hơn vợ luôn. Lạ chứ, nhưng mà hợp. Đẹp đôi luôn. Rồi bây giờ, trời ơi, đủ người rồi, 5 người rồi. Giải quyết cái bánh kem được rồi. Phụ phụ nè, ngựng tay chân. Thượng lên. Rồi, 1, 2, 3. Lên cho em ơi. Rồi, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mày bỏ chết rồi luôn kìa. Ê, tại sao dột vậy? Ê, không, để chị lụm lại nè. Bây giờ ăn nha, ai ăn nhiều, được nhiều hay nhiều. Rồi, 1, 2, 3. Đã. Trời ơi, tưởng đâu có bánh kem gì đâu mà da nhách. Trời, thôi bây giờ nè, mình gặp nhau giữa núi rừng như thế này vui quá vui. Bây giờ mình phải chơi game đi. Chơi game đi, trời ơi, đã tới đại chiến ẩm thực là phải chơi game, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng đầu tiên là cái gì? Chia đội. Là hai vợ chồng em á là một đội. Hả? Hai vợ chồng em á là phải cưa đôi. Cách đôi nỗi sầu, anh bưng tay cách đôi nỗi sầu. Thôi con, em đang làm đôi. Giờ chồng anh đôi này, anh này đội riêng nè, thấy không? Đôi này hay thua là đội thắng hoài nè. Rồi bây giờ hỏi nè, gái, trong hai người này em muốn chia đội ai? Rồi hết giờ em chia đội của ngoài Vũ Hà. Rồi. Ủa là chưa chưa? Chương trình quy định vậy đó em. Ủa vậy hả? Trời, cái này giống mấy cái lễ trao giải quá ha. Hậu hay đi với lại em đi. Nhầm cũng có hàm hương này bé. Thì thương cho vợ em á. Qua bên đội đó kiểu nhiều khi nó ồn á. Nè cái thằng kia, đừng có nói xấu vợ. Đúng rồi em, thái độ vậy là tốt. Má mày. Cái gì? Bắt chạy. Kêu đó là mẹ mày. Mẹ mày. Ờ. Trời ơi, mẹ mày xinh đẹp. Mẹ mày xinh đẹp. Ok. Mẹ ta cũng vậy. Ok. Gọi là tụi này nó chửi lộn nặng chưa trời. Nói chuyện bình thường nữa. Bình thường đó có chửi lộn đâu. Má mày đẹp ghê. Mày má quỷ cái này đẹp ghê. Ủa mẹ quỷ cái vậy nó hổn á. Quỷ cái nó hổn đó. Ừ, quỷ cái vậy nó hổn nữa. Rồi, kính thưa của mọi người, vậy thì chúng ta đã có được hai đội chơi. Đây, ngoại Vũ Hà và bé A Lôi. Nếu mà kêu mà tên là thân mật thì Gà Lôi. Gà Lôi rồi. Ở đây là anh Đàm Vĩnh Hưng. Dạ, thau nước. Cái gì vậy? Cái gia đình em làm súc vật. Lòng chua nhỏ tay như vậy ai. Và bây giờ xin mời hai đội chơi, chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên của chương trình. Đại chiến ẩm thực. Yeah. Này. Vô đi chơi hay là phá đàn? Hả? Phải cái gì vậy? Hả? Đâu, em đang làm nghệ thuật mà. Hay đó chứ. Hay mà. Róc rách như suối nước. Vô rừng mà tự nhiên gặp nhạc này là tưởng gặp ma không đó. Ừ. Trời ơi, trời cái gì? Em đừng có gì á. Em đừng có chuyển cái mặt vậy em không? Nói đi, giới thiệu gì làm nhanh lên. Rồi, luật chơi của cái thử thách đầu tiên rất là đơn giản. Nhìn xa nè, nhìn bên kia mình sẽ có một cái khu liên hoàn. Bây giờ cảnh cáo nha, tất cả các tập khác em là cái người bắt nạt ngoại rất nhiều. Bắt nạt ngày hôm nay con sẽ lấy lại tất cả các công bằng cho ngoại. Đúng, lấy lại công bằng nhưng nhớ thắng nha, chứ nhiều tập ngoại chưa thắng đó. kiểu mình dự đoán á. Ê, không có dự đoán. Người bình thường ta còn làm tiên tri được mà lấy gì thì... đứa ai tiên tri không có được tiên tri. Mình sẽ vượt qua từng trò chơi và trên cái chỗ nghỉ đó mình sẽ ăn trái táo, người còn lại của đội phải buộc cái dây vô ăn. Tao nói đến nước mà tao tức đến đó. Trời ơi, có đời thừa nào mà ngoài mà đọ sức với trai tráng. Trời ơi, làm sao tao thắng? Mình thắng mình mới dễ dàng. Đúng. Ok, mình thua mình nói trời tại tao già đấy. Tao thua, tao thua không có nhục. Còn nếu mà ngoại thắng thì sao? Trời ơi vinh quang mày, vinh quang luôn. Tới cái lượt thứ hai có quy trình y chang vậy, nhưng mà tới đó nó sẽ có được một cái quần. Tự nhiên cái đang là liên quan trong cái chỗ nghỉ đi, cái chỗ gì? Dạ thưa bà ngoại. Cái trò chơi nó đi tới đây cái bắt đầu nó có điểm đứng tự.
tới cái điểm đó đó. Em nó đứng vô coi xử lý không vợ em coi. Mấy chị phải đàng hoàng. Đàng hoàng. Từ nãy giờ nó vẫn nói đàng hoàng không á. Nãy giờ má là không đàng hoàng nhất đó má. Nãy giờ má là không đàng hoàng nhất đó má. Từ hồi khai thiên lập địa cái game này ra tới giờ chưa có ai mà hâm hậu quýnh lộn nhẹ luôn chưa. Thôi đừng nói em là chồng rồi nữa nha, xấu hổ lắm. Con có biết anh Giang không? Ủa? Phải nói dối. Anh Giang gian tạo. Rồi cứ tới một cái điểm nghỉ đó thì mình sẽ có một cái quần mình đội lên. Mình đội lên. Ủa, cái gì không phải đội em đội cái quần là khi nào mình thua mình đội là chuẩn bị tinh thần đi ha. Mình tới cái chỗ đó mình phải mặc được cái quần vô mà mình không có dùng tay. Tới cái điểm cuối cùng thì đội nào mà mặc được nhiều quần hơn thì đội đó thắng. Rõ rồi đúng không? Bên đây rõ luật chơi rõ chưa ơi. Rồi và cái bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên. Cãi cho thắng. Quyết thắng. Thắng quyết thắng. Bên này nhất quyết thắng. Trời ơi thôi á, hai đội đều ra được cái khẩu hiệu. Không má nào chịu thua má nào. Hai má ở đây. Xin lỗi. Bây giờ thì hai đội đã vào vị trí chuẩn bị rồi. Thì chúng ta sẽ tới với cái thử thách đầu tiên đó là ăn táo. Bên phía bên này sẽ là vị trí của đội ngoại dưỡng Hà. Dạ nè he. À nè he đó. Còn bên đây là đội của Đàm Vĩnh Hưng và Long Chuôn. Dạ ngay bây giờ thử thách đầu tiên xin được phép bắt đầu. Lẹ lên nè, lẹ lên nè. He ơi he, nhẹ lên he. Dây đó he. Dướng con rồi. Đó rồi, dây dướng rồi, dây dướng rồi. Nhanh lên, tốc độ lên. Bên kia người ta đi mấy chặng rồi kìa. Mày đi đến đây, mày đi qua bên đây. Ngoài ơi, ngoài ơi, xuống lên. Có chia cầu cây bắp nhẹ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lẹ lên, lẹ lên. Ơ, tự rụng kìa, ơi, cái này tự rụng nha. Tự rụng rồi. Tự rụng nha. Tự rụng nha, cái này tự rụng nha, không ai làm nha. Mày ơi, mày thấy con kiếp chưa? Không, không diễn, cái này mình chơi thiệt, không diễn. Thiệt hả, thiệt hả? Tranh thủ lên rồi, móc cái chân. Ôi, trời, 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 trời. Ôi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rụng luôn rồi. Kìa đó, lại đó đi. Qua kia luôn đi. Đây, 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 cố lên, cố lên. Qua đây, qua cố đây. Cố lên. Bên kia. Đây, đây, cái trái nè. Bên kia, bên kia, bên kia, bên kia. Trái nè, trái bên đây nè. Lên, 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 chút anh ơi. Rồi. Đây, đây. Quá rồi, con dướng cái gì? Tẹo cổ luôn mà. Rồi, ok, giật ra luôn. Rồi, tiếp tục, tới luôn. Đâu rồi, còn nữa không? Đây, 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 đây. Rồi. Ê, lẹ lên, lẹ lên. Ở đây hai trái lần nè. Lẹ lên, lẹ lên. Ừ, hay quá, hay quá. Rồi, giành luôn trái kia, giành luôn trái kia. Rồi. Chúng ta đã hoàn thành được thử thách đầu tiên. Tổng kết số điểm thôi. Một trái, hai. Hai, từ từ gáp lại mới được em ơi. Hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, năm cháu nè. Năm. Năm bé, cái đó là xây sinh tố đi. Rồi năm. Rồi bên đây. Một, hai, ba, và bốn trái. Trái nào cũng cắn nha, bên kia một trái chưa cắn nha. Sao mà chưa cắn? Nói cho biết trước à. Ồ ha. Có một trái chưa cắn. Không phải trái này nó rớt.
Lẹ lên, lẹ lên. Ơ, tự rụng kìa, ơ, cái này tự rụng nha. Rụng rồi. Cái này tự rụng nha. Rụng rồi, chứ bị rụng. Tự rụng nha, cái này tự rụng nha, không ai dằm nha. Đừng im im thanh để vậy. Ờ, được vậy. Rồi nào, cái này thích nè. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc nãy trước khi mà chơi, chúng tôi đã cúng ông Địa ở đây. Ủa? Thế là ông Địa ông thương tình, ông cho một làn gió cắt đứt cọng dây rơi thẳng vào bị giống như khi ơi khi rơi bị chấp nhận luôn. Đấy. Cho luôn. Thế nhưng thể lệ cũng thế là phải cắn cho táo. Tại sao không cắn? Đã trời cho một trái rụng không cần phải lao động rồi, tại biết cắn cho táo. Cắn là một điểm, còn không cắn là nửa điểm. Cắn là nửa điểm. Ờ. Ờ, oh yeah. Trời ơi. Trời ơi. Rồi. Nếu mà thắng thì hiệp đó không vẻ vang gì hết trơn á. Rồi thôi, với kết quả như thế này thì bộ phận kiểm duyệt của hệ thống trung ương đã cho ra một kết quả cuối cùng. Đó chính là hoa. Khi mà đã chơi là không có hề. Bây giờ mình làm giám khảo công tâm thì công tâm đứng là Vũ Hà nữa nha. Bỏ mấy Vũ Hà ra. Bây giờ xác nhận đúng 5 trái, nhưng có một trái bị phạm lỗi. Có nghĩa là chỉ còn 4 điểm thôi đúng không? 4.5. Hay cho thẳng đi. Đó đấy chịu rồi. Bây giờ nè, người ta dùng cái chữ cho. Lấy. Ủa, đấy. Rồi lấy. Đấy trời đấy. Cái bọn chan xạo kìa. Alo, chứ tôi không chơi nữa. Quá quá trời quá đất, tôi không chơi nữa đâu. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Mệt quá chứ mà. Vậy là mệt hơn đó. Mệt nha, đau bụng nha. Rồi, mới có xong một cái lượt đầu tiên thôi. Còn cái lượt mặc quần nữa, quyết định là thắng thua đó. Cố gắng lên nha. Không có cố gắng, tôi không có cố gắng. Sẽ thắng cho ngoài 2 triệu. Rồi, sẽ thắng lên 2 triệu đó. Lấy 5 lượt lên. Nếu thắng lấy 2 triệu. Rồi, thắng mới được nha, 2 triệu nha. Mua là đóng lại 4 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Hello mọi người. Đập rõ cái thể lệ thi ra. Dạ, thể lệ thi là mình đi đi đi, mình mặc quần hết. 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah. Lên mày ơi. Đúng rồi. Mặc quần không dùng tay nha. Em bên kia check anh Vũ Hà cẩn thận nha. Ê, không dùng được. Tay. Tới 18 người quay làm yên tâm. Đâu, phải bỏ xuống rồi. Đúng rồi. Đó. Rồi mày để chân vô. Đúng rồi. Rồi lên mà. Rồi cố lên đó. Ôi hay quá. Quá hay rồi. Anh mặc cái quần ra giống cái đồ bơi lắm rồi. Rồi cuộn qua cuộn lại cho nó lên anh ơi. Anh Hưng như này anh Hưng ơi. Đó, đó đồng đội hỗ trợ dễ sợ chưa. Đun vào cái cây cho nó lên. Lên lại. Đó, tới đây là kéo được rồi, tới đây tự kéo được rồi. Vượt tiếp. Tiếp. Ê, tao không biết đi cái này ghê quá. Ừ, giữ. Sao mày đứng lên vai con. con giữ cái đó đi. Hả? Rồi, ca sĩ Vũ Hà sơ độ cao sao chậm thế? Xuống chứ bảo. Mình đi sang đây mình check và. Anh Hưng, cứ đi bên đó, em ở bên này. Cố lên ngoại ơi. Đúng rồi, cố lên. Ngoại mặt về ngoại đi qua luôn đi. Đó, đi luôn. Dạ nghe cái chưa coi luôn đi rồi. Đúng rồi. Anh Hưng, xong rồi anh dùng ngón chân như thế này nè. Anh dùng ngón chân, anh kéo lên. Dùng ngón chân. Cố lên. Đúng rồi. Ta. Ừ, trồng vô không có được bánh quần sẵn nha. Rồi, vuốt lên. Cố lên. Đúng rồi,
Cố lên. Đúng rồi anh ơi. Đây như này này, mình lấy ngón chân mình tập vào cái quần mình kéo như này. Đấy, hay quá mày ơi. Đúng rồi, mình múa đi. Tha 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 quay đi. À. Đúng rồi đi. Trời ơi, ngoại giống như là hả, nhìn ngoại giống mới xanh mặt đầm vậy. Cố lên. Còn một cái đội bên nữa. Đội bên kia làm thế nào mà thắng được đội bên này? Ê, về vị trí về nha. Đó, giải quyết đi, giải chồng, giải quyết đi. Về chuồng gà lô đi, về chuồng thịt nha. Xoạc ra. Rồi, vào đây, xong. Mệt lắm. Rồi, vào đây thôi hả? Hết quần rồi. Và bây giờ chúng ta đã hoàn thành hết quần để mặc rồi. Còn mời hai đội sẽ vào vị trí của mình. Yeah. Vô, trời ơi, xong. Ngoài nhìn ngoài giống mấy bạn mà mới chuyển giới xong rồi. Đi không nổi nữa mà. Mời mày chơi đi. Đây cầm chai nước biển vậy nè. Tôi chịu quá. Và bây giờ cái việc mà kiểm quần thì chắc chắn là không phải tôi mà là hai đội, hai người còn lại. Đúng rồi. Mời Long Chuôn sẽ tuột quần không, lại. Mời từng người tuột đi. Trời ơi. Dạ quần. 1 chiếc. 1 2 chiếc. 3 chiếc. 4 chiếc. 4. Cái gì vậy bà nội? Đây mà. 5. Rồi, tới bên đây. 1 chiếc. Phải không? Ăn gian kìa, người ta đóng ở trong đó là kìa đó. Điếm lại đàng hoàng. Ôi. 3 chiếc trong đó luôn á. 4 chiếc. Còn 5 là 3. 5. Ủy này ăn gian. Rồi đứng lên. Đêm nè. 3. Mặc vô. Rồi thôi. Bây giờ tính quần đùi đúng không? Quần đùi. Ê ngoài hay quần đùi ơi. Không đừng vì cái thắng mà mình đánh đổi như vậy. Không có thắng cái gì nữa cơ. Nè 1, nè 2, 3, 4 nè. Về 5. Kết quả đã quá rõ ràng rồi. Kính thưa quý vị, khi mà thi á, nhiều á, mà thắng ít á, là chuyện bình thường. Đúng. Bây giờ ai mặc ít hơn thắng mới là chuyện lạ. Mới là cuộc chiến ẩm thực. Chỉ có con nói là thật. Để con nói. Kính thưa tất cả quý vị, và với mà cái lời nói vàng ngọc của ngoại thì kết quả phần thắng đã thuộc về. Không, thật sự đây không phải là cái gì cái đâu, mà là dây chuyền đấy em. Cái tập về em nấu ăn. Đúng là đại chiến ẩm thực mà tôi có quà rồi. Và đội chiến thắng đã thuộc về đội anh Đàm Vĩnh Hưng. Thắng mà không có phục. Khán giả comment phẫn nộ. Phẫn nộ. Ta lấy 2 triệu ta mua chiếc điện. Thắng này cũng là thắng rồi, không phục thì thôi. Không phục thì thôi. Đúng vậy. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Và đã thắng rồi. Câu nói vậy thôi. Câu đó hay đó. Tự nói bản thân mình. Thôi, và bây giờ chúng ta đến với thử thách tiếp theo. Gì vỗ tay? Đâu vỗ tay, giờ có không khí ngoài. Nhìn kìa. Cái đội hình đúng không? Ủa ngoài ơi, làm như không được lòng người ta hay sao? Cũng đói mà sao đi qua kia? Không có, em đứng lộn. Thôi nè, bây giờ phần thi này là phải có sự đoàn kết cho nên đừng gây lộn nữa nha. Mỗi người chơi sẽ được cột một hộp khăn vào người. Nhiệm vụ của hai đội chơi là phải lột sạch được khăn giấy trên người của đối thủ. Kết thúc thời gian, đội chơi còn nhiều khăn giấy hơn là đội chiến thắng. Đơn giản luôn, chơi đơn giản. Và cái bán kính của mình chơi là trong cái khu du lịch này cũng chạy đâu cũng được. Ủa? Khu du lịch này ta 8 hecta đó. Trong vòng nhà thì thôi. Muốn chạy đâu cũng được. Chạy đâu cũng được là ngoại đẩy người ta xuống suối đó. Có quyền luôn. Trời ơi, trời, cái gì vậy con mới vô trong cái chương trình sao mà con ác mồm ác mồm vậy con? Con gieo ăn tiếng ác cho ngoại đẩy người ta xuống suối. Ngoại có muốn đẩy để gì có con này thôi. Ngoại có muốn đẩy để gì có con này thôi. Mày đẩy con là không có chơi được nữa đó. Ô nhỉ. Ô nhỉ. Thể lệ của chị Google vừa đưa xuống đó chính là mỗi vòng đều sẽ có tiền rất là nhiều.
chơi hết mình. Từ bao nhiêu? Vòng 1, 2 triệu, vòng 2, 4 triệu hết. Càng mình về sau càng tăng lên. Hết mình. Và đặc biệt trò chơi này là không có mệt. Vậy trò chơi mà không mệt là như thế nào? Không có mệt. Thầy mệt. Không có mệt. Hôm nay có tiền được thầy mệt. Trời ơi, có tiền cái là có động lực liền. Rồi ngoại sẽ chấp nhận mệt. Rồi, và bây giờ thử thách xin được phép bắt đầu. Hai đội đã được mang những cái đạo cụ vô rồi. Bây giờ mình sẽ có 5 phút để cho hai đội có thể đi núp, đi trốn mất tích. Rồi sau đó mình mới bắt đầu. Đi trốn hả? Dạ, đi trốn đi anh. Đi đi. Ngoài đi đi ngoài. Đi trốn. Đi trốn đi chứ để ta rút à. Trốn à. Bây giờ mình trốn ở đâu? Chỉ cho em làm được cái cày đi. Nhớ là tìm chỗ nào trốn mà phải có đường lui nha. Vô ngõ cục là người ta vô ta rút hết à. Mọi người trốn xong chưa? Dạ bây giờ cuộc săn đuổi xin phép được bắt đầu. Bắt đầu. Hai đứa mình tấn công một mình con Vũ Hà. Càng vô đây hai mình tấn công. Tấn công Vũ Hà. Đứng lại, đứng lại. Đấy rồi, chạy. Oh no. Diệu đâu rồi? Ủa sao nó bắt mình ra? Trời ơi, cứu trời, cứu trời. Rồi, nhớ, 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 nhớ. Chạy đi. Đi theo. Đi theo bên kia. Chiều đâu? Chiều trốn đâu rồi? Chiều đâu rồi? Chạy ơi. Chạy. Chiều đâu rồi? Chạy đi, chạy đi. Là hình ảnh của ba người kia. Chạy làm gì trong đó? Chừng nào mà người ta đụng thì mình ra đó. Không được, nó sẽ té. Siêu bóng mây hơi siêu bóng. Đừng nên chưa hát. Anh đã tìm xong. Bằng. Em. Ủa sao? Con đường của tao. Chạy chạy chạy. Trời trời trời. Oh no. Ủa? Ok đâu rồi? Chiều nó về miền xuôi rồi hả? Ủa? Là he bà trốn đâu mất tiêu rồi trời. Rồi, chung cuộc đã xong. Ủa? Tập trung lại đi. Tập trung lại đi. Tập trung lại đi. Tập trung lại đi. Cái gì? Tập trung lại đi. Phải có chiến thuật chứ. Hai đứa kẹp một, hai đứa kẹp một. Ê. Ê. Hả? Cái gì vậy? Tao biết được nè. Lên nữ cái gì? Ra đây. Thính nha. Thính nha. Thính nha. Thính nha. Thính nha. Thính nha. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy trời? Ra đây.
cho cả nhà yêu của Kem. Tôi từ xa em đó. Ôi trời ơi, mọi người muốn sao? Thôi đừng nghe. Mọi người muốn sao? Đừng, đừng suy nghĩ dại gì ổn. Thôi đừng nghe, trả lại cho từ. Đừng suy nghĩ dại gì ổn. Còn giấy đúng ra. Không, tôi tự xé nè. Thôi đừng nè. Đừng. Tôi tự đạp ra. Rồi, hết rồi. Đâm chút nữa đi. Mày đẹp thái quá. Bắt nó luôn. Mày không hớt được bao con trai. Nước ăn rồi. Wait a minute. Trả về đồng đội mình kìa. Chưa. Anh cấp. Lên. Xếp lá cà nè, xếp lá cà nè. Đứng đây. Trời ơi mẹ ơi. Đây. Còn có một mình ngoại à, ngoại ơi cố lên. Tình yêu ơi, ngàn lòng xin tha thứ. Đừng qua trời ngoại ơi. Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em. Trời ơi, xuống lên ngoại ơi. Hai mình tới còn một đứa thôi. Đứa chiến thuật như đá đừng cho chạy lẹ chúng. Anh đã còn cái gì hả? Bye bye. Cứu ngoại kìa. Mưa mưa em hay nước mắt. Ủa bắt cứu bộ kìa. Anh muốn ôm em lau hết đường. Xin lỗi. Lấy con chừng em. Ôi mẹ ơi. Trong đây. Vô vô. Chìm trong say đắm. À, trời ơi, con khỉ lên tới cây rồi. Đừng tha cho em. Đừng. Đi ra. Đi ra. Chị ơi, em thấy hai cái trái gì kìa. Em thấy hai cái trái gì kìa. Mày ơi, cứu con. Mày tự cứu mày đi. Mày chạy cho xe. Không mấy giờ mình lấy đồ ra mình đốt lửa chạy chơi. Được. Đốt đúng rồi, đốt chạy đi. Đốt lửa chạy đi. Mình lấy cái dao ở đây đi. Dạ cây thôi. Để mình đuổi kiến. Ngoại ơi cứu Tam. Chị ơi em khuyên thật lòng, giờ chị xuống chị đầu thú đi. Chứ chị ở chợ dưới đây người ta đốt cái là chị cháy luôn. Hai cái trái bị héo của chị luôn. Xuống đi chị. Mình còn có 30 giây rồi đó. Sao ngoại ghê á. Đâu mấy cành cây khô. Cái cây chị đang ngồi khô luôn đó. Nhiều khi lát chị rớt ở đây rồi. Con ơi, con đi đâu vậy? Ngoại ơi cứu bồ kìa. Con thua chưa? Con chưa. Hả? Ngoài thua luôn rồi hả? Nghĩ sao mà tao thua được. Thôi thì thắng, ngoài thắng đi. Rồi. Xuống ra kết quả mới biết. Hết giờ. Xin mời hai đội sẽ về vị trí tập hợp. Rồi, vô. Trời ơi. Cái gì con? Cái gì con? Trời ơi con ơi. Mới nãy nó sọt một cái con nghe một cái rột. Con không biết là váy rách hay hén con rách nữa. Bây giờ mình tổng hợp nha, mình tổng kết nha. Để tự chị Google quan sát tình hình cũng thấy rồi đúng không? Đúng rồi, thấy rõ ràng mà. Khán giả cũng biết đội nào thắng mà. Dễ gì vậy? Nói về vậy, nói về vậy. Đội chúng tôi còn nguyên nha. Rồi. Từ từ bỏ xuống dưới đất coi có nhiều không nè. Bỏ xuống. Rồi, đó. Nhiều. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nè. Rồi. Đây là 3 lần giết được ngoại nè trong tay nè. Đúng rồi. Trắng cái nền luôn. Quá nhiều rồi. À, thấy không? À, với số lượng giấy như thế này thì kết quả xếp bên ngoài kia chưa chưa
con xạ đó con. Con bé con nhú. Rút ra đây con. Còn giấy, bên đây còn giấy luôn nha. Đó. Chỗ đó đủ đi vô kia kìa. Phải lót ra tại vì ta nhiều quá đó. Ây da. Trời ơi trời. Hết rồi. Hết rồi. Bên đây cứ vô đây xong thôi. Xong rồi đó hả? Chú ý vào tôi nè. Chú ý vào. Ngoại còn cái gì nữa đâu. Trời ơi. Ngoại bị ba lấy ba lần rồi. Ngoại là gì? Mạng con mèo. Ngoại có 9 con mạng được. Trời đất ơi. Này nôm mới giết ngoại thì có 3 thôi. Ngoại còn 6. Than. Ủa? Gì vậy? Thấy không? Thấy không? Tha hồ mà mày muốn sạc. Ngoại ơi. Ôi trời ơi. Cái gì kỳ vậy? Giấy đó là phải giấy nào đâu? Úi dồi, đấy. Cho chúng mày tha hồ mà đuổi nhau đi. Úi dồi ôi, người thông minh luôn luôn có lối đi riêng. Xinh là úi dồi ôi, chúng mày tha hồ chạy đi. Bỏ nét nè. Úi dồi ôi. Hưng ơi là Hưng, mày mà thắng được tao á, tao gọi mày bằng bố. Ủa? Bộ đầu lòng của ngoại hả? Cũng là giấy. Ủa mày bây giờ nè, cái này mày gọi bằng cái gì? Giấy. Còn này? Giấy. Ở đó. Giấy vệ sinh mà, làm sao mà có thể về được. Rồi thôi, bây giờ xin được phép công bố kết quả. Yeah. Em công bằng lắm, em theo dõi cả cái hành trình của mọi người mà. Đếm chứ. Coi nè, mọi dư người nè, là dư giờ còn lấy cho chùi thi đấu đàng hoàng. Ủa chứ đây chắc ràng, đây chắc không biết chùi. Rồi, thuộc về đội của ngoại Vũ Hà. Ngoại Vũ Hà. Công tâm quá. Trời ơi, cảm ơn mày. Quê là quê là quê chung mình quê qua. Cái giấy là giấy nè. Thua tụi nghe em nói xong câu đó nhìn mặt em ác. Nè nha, đừng có thua. Đúng xong rồi mà thắng thì làm vua mà thua mà ăn vạ nghe chưa? Trong lúc tụi tôi thi còn có bị bên đội kia dùng vũ lực và vũ khí để mà đánh lực nữa. Chưa hết. Không có gì hết nè. Hai cái hộp giấy này chưa bị rút lần nào nha. Cho bây giờ nè, rút không rút gì không quan trọng, quan trọng ta nhiều giấy. Vậy thôi. Ủa? Trời đất ơi, kỳ vậy. Giờ cái lực chơi tôi đưa ra, tôi muốn đổi gì tôi đổi, tôi muốn nè, nhìn đi. Cái mà con bé nó hiền như vậy, nó đẹp đẽ như vậy. Mà kêu mà ác độc là sao? Kỳ cục. Dễ thương con. Trời, lần đầu tiên cuộc đời nhá, mà thấy con dễ thương. Phúc hậu như vậy. Cái mặt trời, có ba con cái đầu nhưng mà cũng rất là dễ thương. Luật là do em đề ra nhưng em hãy thực hiện luật nhân quả nha bé. Lực nhân quả nhiều khi em đề ra luôn đó. Mà có mà lực nhân quả bà ngoại bà gánh giùm. Ba cái mặt ác như nhau vậy á. Sáp là cái ác đâu. Thôi. Chỗ nào ác? Ba cái mặt thấy không? Chỗ nào ăn gian? Nét nào ăn gian? Nét nào? Thắng bây giờ cũng đã thắng rồi. Thua thì kệ. Đó, không chịu chuyện gì thôi. Và bây giờ xin được phép tuyên bố lại một lần nữa thật vọng dạc. Đội chiến thắng của thử thách này đó là đội của ngoại Vũ Hà. Một chiến thắng vô cùng dễ dàng. Trời nó hiểm. Vậy là lưới tập này mình ngoài không có lương không kệ mẹ nó đi. Phải trả cái lương đã có tiền đâu phải trả, phải trả. Chị, con lô tô còn ngày mai đi đông khách. Lô tô sẽ dương tầm thế giới. Lô tô con sẽ dương tầm thế giới. Con lô đi đứng thì con hở nó. Đừng nói chỉ tôi vô nữa. Bên đây đừng có đem tiền bạc ra để uy hiếp tôi nữa. Đúng rồi đó. Em là một người sống rất là rõ ràng. Đúng. Nhân văn đâu ra đó rõ ràng. Đúng. Em là theo sát luật. Đúng. Nhiều giấy là thắng. Căng quá. Được. Vậy thì tập này mình sẽ thắng trong lòng khán giả. Bạch trước. Đêm về mình ngủ ngon, đêm kia giật mình hoài à. Tụi tôi rất trắng đêm để comment. Cảm ơn khán giả. Thôi, quên nữa, cái tập này như không có tiền. Không có tiền cũng được. Đúng. Chúng ta đến với thử thách tiếp theo. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với tạp hóa vua biển.
Hay quá. Trời trời, đứng đó làm gì, vô chứ, vô, vô. Cái gì mà vô? Trời ơi, welcome to vua biển. Phan. Chun ơi Chun, em hãy nộp cái mặt nạ em ra đi. Long Chun của Bính TikTok đâu? Vâng, nhưng mà từ đầu vào đây là xin cũng như là rất là tôn trọng ngoại nha. Nhưng mà không ngờ ngoại là một cái người mà thề với ngoại luôn là đôi khi mà loại hơi tham thì thôi. Không, tính rất tốt, nhưng đôi khi hơi tham tí này, hơi chơi dơ tí này, hơi chơi xấu tí thôi. Đấy chứ con người ngoại là rất là tốt luôn. Nên bây giờ cho phép là nộp mặt nạ ra, mình bỏ cái sự quá là tôn trọng đi để mà mình làm đối thủ của nhau, ok chưa ngoại? Đúng rồi. Xúc xím đồng đội. Tới mày nữa nha, tao lột hết là tao, mày lộ hết là mày là con gì, mày là cái giống gì nha. Đó, thấy chưa? Đó. Thôi. Nó giả vờ. Được rồi, nói chung là tới đây rồi không? Bên đây thắng một vòng, bên đây thắng một vòng. Mỗi đội sẽ có được 500 ngàn. Bây giờ nè, quan trọng là chọn món trước, ngoài nấu gì? Đồng Nai bắt nhẹ. Bắt á, nấu cái gì? Nấu cái gì mới được? Bắt cái gì? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ờ lộn, trời ơi, bắt cái gì là cái gì? Rồi, trời ơi, nấu cái gì? Gà nướng cơm lam. Gà nướng cơm lam. Anh Hưng nấu gì? Hôm bữa giờ mình thi nhiều món rồi, anh em sẽ làm món cà ri cá. Cà ri cá, wow. Rồi bây giờ thời gian dành cho hai đội mua đồ ăn bắt đầu. Đó. Bây giờ nè, con gà phải không? Rồi. Hai chấm cục gì vậy? Giờ trồng trồng rồi, trời ơi. Trời ơi, giống tận thế mà dành cho siêu thị. Mua đồ cái trời. Con gà 250 nha, chịu không? Ê, ê, đừng có dạch cái đầu của em lên. Nè, cái này của mày nè. Cái gì vậy? Ủa chứ mày không nêm nếm mà. Tất cả ở đây đừng làm ơn làm phước gì hết trơn á. Thôi cho nè, chứ bây giờ cái rồi. Thôi cầm lấy mấy thằng lấy mình ngoại ạ. Cái này giờ tính 50 thôi. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu mà. Con gà 250, 300. Ống tre là 180 một ống. Trời ơi, trời ơi, bay ơi bay. Người ta mọc trên đỉnh núi. Đỉnh núi hả? Lên trên núi, chặt 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 đi xuống. Hổ mua nè, ha rắn rất sợ. Giờ trả giá nhiều. 50 ống thôi. 50. Rồi 50 hai ống luôn, bán luôn. Cái này 50 là 350. Cái phần này 250 nữa là. Trời ơi là trời, mà quý vị ơi là trời ơi là trời ơi, ở chỗ nào mà bán? Cái gì nó càng ít thì nó càng mắc. Hành người ta có 90 ngàn một ký mà đây có 4 củ giờ không tới một lạng. Tại vì ở đây là giảm đó chứ. Ở ngoài chợ ta đang bán là một giá như 50 đó. Thôi xí mùm mùm á, mẹ ăn đi coi. Rồi bên đây mình muối gì gia đình mình ơi? Đơn giản thôi. Bịch này phải không? Có giá niêm yết của vua biển đàng hoàng 120. Nhưng mà lên trên rừng nó hiếm lắm đó. Ừ. Được không? 240. Em ơi, em không phải bán hàng, em là anh cướp. Khoai lang 70 ngàn củ. Ủa cái gì bà đòi? Trời ơi, ba củ bán 20. Nhiêu đây 50. Cà gót nè. Cà gót này 50 nè. Bánh mì 70 ngàn khổ. Bánh mì này là bánh mì đặc ruột từ Sài Gòn chạy xe đạp đạp lên tới đây. Là cái ruột nó đặc hơn nữa. Ruột đâu rồi, đặc ruột đâu? À xin lỗi, bánh mì đặc ruột chưa ra lò rồi 5 ngàn khổ. Bánh mì đặc ruột chưa tới. Mà nấu món gì? Cà ri cá, người ta nói nấy rồi. Một cà ri đâu? Cà ri đâu mày biết? Hả? Em không có cái gì hết trơn. Bây giờ phải có gia vị cà ri đúng không? Con này là con gian lận đi buôn, nó gấp lửa bỏ tay người, nó giấu trong tóc con này nè. Đừng tao không thấy nha. Bây giờ anh lột đi ra coi. Trời mày bốn mắt mày. Ê chào ơi. Không có. Có đâu? Không có. Không có có. Giấu trong này cái túi cà ri trong này nè. Một cà ri. Không có có. Có. Không, trời rồi nó là biết mà. Cà ri cá, wow, ấn tượng nha. Rồi bây giờ thời gian dành cho hai đội mua đồ ăn bắt đầu. Anh chị tiền gà 250 nha, chịu không? Ê, ê, đừng có giặt cái đầu của em lên. Mày đi dinh thằng một ký gà có 20 gà, một cái này ở đây đâu có. Dạ thưa, gà chị không ăn, mày làm gì đủ đây? Còn cái tiệm của tôi muốn bán 50. Con gà 250, 300. Thôi kiếm đâu. Là... Chúng có cà ri. Trời ơi, con này ác dễ sợ mày. Trời ơi, ác cái đầu. Trời ơi, là trời. Mày thấy chưa? Thấy chưa Hà, cảm ơn Hà. Chương trình quay chậm khúc đó lại giùm em được không? Ác cả mày, con ác dễ sợ luôn. Trời ơi, cái đầu em á. Bây giờ nguyên liệu đã đầy đủ rồi. Chúng ta đến với căn bếp của đại chiến ẩm thực thôi. Chết. Chúng ta đã có mặt tại
tại gian bếp của đài chiến ẩm thực rồi. Nói nghe nè. Sao ạ? Cá rồi đã tâm. Ủa? Rồi xong rồi. Xong rồi nấu cái gì? Cà ri. Cà ri. Chắc thật, ngon. Thật tanh. Tanh là mới khó. Gà không tanh đúng không? Nướng sao cho tanh lên. Nó mới khó. Thôi. Rồi bây giờ bên đây là cà ri cá. Bên đây là gà nướng cơm lam. Ngay bây giờ thời gian nấu ăn dành cho hai đội xin phép được bắt đầu. Quạt nha. Rồi quạt đi nha. Đây quạt cho ngoài. Đây có phục vụ luôn. Bên đây làm cái gì vậy? Bên đây đang gọt khoai không nhìn thấy hả? À, bị đuôi, bị đuôi, bị mụn. Bên đây bây giờ mình làm cái gì vậy? Làm gì kệ anh ta. Không tương tác luôn. Ngoài làm gì cho ngoài? Mày mù à? Mù luôn. Anh làm gì vậy? Anh đang nhóm lửa nên nấu nước sôi lên á. Dạ em thấy mà trả lời chứ vậy. Bây giờ tao quạt cho ngoại nè ngoại. Trời ơi nó bay nè. Đâu? Tao chém một cái. Nó bay tùm lum nè, trời ơi quạt nó bay tùm lum kia kìa. Nó bay đây nè. Trời ơi. Bay trời quá đất rồi. Trời ơi. Phá của người ta cái gì vậy trời ơi bay nè. Nè 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 nè. Cái đội này có thật sự là muốn nấu không? Mình có kinh nghiệm về nấu ăn hay không? Hè đã coi rất nhiều chương trình nấu ăn. Ừ. Ủa chứa mình đập đó. Cái đội này nè, cái đội này hơn? Là dạ, cái đội này là không có hợp. Ha, đừng đừng. 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 Trời ơi. Tiêu nếu mà cái đội này cũng gây lộn đó. Trời ơi con ơi. Là hãy đã coi rất là nhiều chương trình phim hoạt hình rồi. Trời ơi mày điên hả? Nếu anh mày kêu phim hoạt hình. Rồi, bây giờ sẽ là thử thách. Xin mời chị Nè He và anh Long Chuôn hát lô tô. Từ 1 tới 10. Ý nhột con số 1. Tay làm hàm nhai con số 2. Mà Long Chuôn không hát. Hát đi chị, mình hát là câu đó đi. Su su thảo mai con số 2. Ờ, cũng được luôn, tới bên đây. Cao lên bà, con Yo. Số 3. Cao lên bà, con Yo. Số 3. Trời ơi, em câu. Hát thêm 2 câu nữa mình tăm tay. Thì sao không có một bán ra số đó đó. Cao lên bà, cho vừa mau giao. Ừ. Cô thương trao gì cho không khóc nhà con số 3 đâu. Ủa? Nhà là ba đó. Khóc nhà. Khóc nhà hay khóc nhà? Khóc. Khóc nhà, nhà đi. Khóc nhà. Khóc ở nhà là con số 3. Hát thì nói như vậy thôi. Rồi. Nói bên đây số 4 nè. Đi buôn phải cần vốn con số 4. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Ăn cơm. Số 5 đi. Ăn cơm này phải mâm mâm con số 5. Nhiều lúc bất mãn không nói luôn thiệt tình đó. Rồi số 6. Chim kêu trên nóc chuồng bò. Sau đây điều lý câu hò lời ca. Hà Nội có chợ hàng ra con số 3. Sao cái rồi? Cái này sai một cái rồi. Ủa gì vậy? Làm lại số 6 mới được. Nấu ăn là một kinh nghiệm xương máu con số 6. Mắt con nai giọt nhảy con số 7. Rồi tới bên đây. Nhìn mặt su su cũng đi ăn cám con số 8. Không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Nghe là nhìn em cái là muốn làm heo. Số 9 nào? Chị 9 đường cò, con số 9. Đi hả? Thôi, 1, 2. Cô kia tát nước bên cồn. Nhìn em anh muốn xính dính con số 9. Thôi. Thì nghe ngồi cái gì trời. Tự nhiên cái thấy lô tô nó xuống cấp dễ sợ. Rồi, số 9 rồi, bên đây. Số 10. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Con số 10. Hay quá. Ý nhộp có người rồi. Cái này là tình nhà đúng không anh hả? Tình nhà lắm dễ lắm. Hết rồi. Sống thành thơi quá à. Bên đây ta thảnh thơi. Ờ bên kia thấy vất vả. Xong rồi, xong rồi. Bên đây xong rồi. Mà được bên đây cái món ăn cũng nghe mùi sữa nữa nha. Mời vào đây. Rất là thơm. Sa. Kính thưa quý vị. Chú gà này đã được ướp tẩm bằng những công thức gia truyền bí mật bao trăm năm qua ở Buôn Mê Thuột. Bao trăm năm. Trong khi chúng tôi đi rừng và chúng tôi đã bắt được cái bí quyết này. Và hôm nay chúng tôi sẽ làm một món gà nướng
Cơm lam. Cơm lam. Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là sai nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Vâng thưa quý vị, còn ở bên chúng tôi đây, như quý vị đã nhìn thấy, chúng tôi có cà rốt này, khoai lang này, khoai tây này. Và đây chắc chắn sẽ là một cái món nghe vừa lạ mà vừa quen. Như bản thân tôi là tôi chưa nghe bao giờ nhé. Khoai lang tây. Rồi tiếp đi cưng. Thì bạn hay nấu cà ri gà, cà ri bò, cà ri heo. Nhưng ngày hôm nay Hữu quyết định nấu cà ri cá. Khi mà chế biến nó có khác cái gì khi mình nấu cà ri gà hay cà ri bò hay không? Gia vị giống như nhau, chỉ khác tới cái vị thôi. Nhưng mà quan trọng là thịt cá đúng không ạ? À, quan trọng là mình xử lý cá. Xử lý cá là sao cho nó tăm, thịt tăm, nó gớm, thịt gớm á. Đó, thịt cá cờ kiếm là một loại cá cực kỳ dai và béo kinh khủng khiếp, ngon lắm luôn. Nói tí nữa là mình sẽ thử nha. Là để mà chọn được cá dai, cá ngon, cá thơm, không tanh, chọn cá vua biển đi cho chắc nha. Chính xác. Được cái gì con, đứng quay vào đây. Ủa nhưng mà gì sổ với đá. Những cái này là nó cũng phải có kỹ năng. Còn ướp 130 con gà ai không làm được. Ai không làm được. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Nãy gà nướng mình la. Sao vậy? Kỹ năng ở cái chỗ là mình pha cái nước để ướp gà. Hạt nêm bao nhiêu hạt? Bao nhiêu hạt ngoài? Đếm mà 478 hạt. Bao nhiêu cái loại mì chính nhỉ? Không, ở đây không ăn mì chính. À, yeah. Chỉ cho sơ sơ là khoảng nửa ký. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. 101. 101 là 101 tiền. 101 hột ấy. 110 hột. Không quá. Ví dụ đi, múc một cái mày hả? 50. Ngoài đếm bằng niềm tin luôn hả? Không. Có đếm đây đây, có đếm như này hả? Này nhiều, đếm nhiều. Để thì sao không? 101. Đếm trời ơi là trời. Thôi là ngồi đếm chắc có tới tập sau luôn. Thầy thơm quá à. Mà không cần chiên nó cũng không bị tanh luôn. Khi mà con muốn quạt một cái con gà đó, con thả hồn ra, con tập trung vô, con yêu thương, không đấy con quạt nhẹ nhẹ thấy không? Chứ không phải con quạt thả như vậy. Hello. Là con gà nó tức, nó tức thì cái thịt nó sẽ không có ngọt. Đó. Mày cứ để yên như thế. Hay coi lấy nhờ nhẹ nhẹ cái tay đi. Đấy, rồi này. Được chưa? Rồi con quạt nhẹ nhẹ thôi. Êm ái, tươi cười. Mình thấy không, nó cười kìa. Đúng rồi. Thì ăn nó mới ngọt. Quạt nhẹ thôi con. Quạt lên. Đúng, chỗ đó luôn. Đúng rồi, quá phê, quá phê. Quạt xuống nha. Đấy, nếu mà con có từ bi thì con tụng kinh cho nó luôn. Đúng rồi. Đúng, chỗ đó luôn. Ngoài đang làm đám ma cho con gà hả? Không có. Muốn quạt cho con gà nó vui. Em đi vô đây em ngồi thử cái chỗ này coi. Sao rồi? Rồi. Em hướng quạt em vui nè. Hướng quạt em vui nè. Khi mà con em gà vui mà nó vui á là cái thịt nó sẽ khác. Dạ không anh. Còn khi mà nó không vui con cái thịt nó khác. Thế con tím bầm mà. Trời ơi cái này nó giống như chồng em đánh em vô mặt em gì đó hiểu không? Nó tím. Giống như anh vui. Em vui nhưng mà cái mặt em nó tím không đúng rồi nó không có đẹp hiểu không? Còn khi mà chồng em hung em ửng cái mặt em lên đẹp không? Không nhưng mà không thích nhưng mà thích là đẹp hiểu không giống như con gà là thấy không thấy thịt nó hồng không nhưng mà nó không thích nó thích thích không nó cười kìa sao thấy nó cười không nó cười đó ra cái gì cái mặt cười mắt nó là mặt đăng quán đó ôi trời ơi mày to như mày trời ơi cái mỏ nó mày to vậy cái mỏ nó nè nó đang la làng nó tròn nó ghê đó chứ. Để qua bên đây coi coi. Nó hần lắm mấy nghe. Cà ri cá dữ chưa? Mọi có thấy một cái mùi nó bốc lên rồi chưa? Không, mùi này không phải là mùi cà ri rồi. Chính là có tuổi mà cố chấp ha. Họ vừa thôi, không nó không đi đặng cái gì qua. Trời ơi, bên kia nó phá nhà, ngoài ơi. Phá đi con. Hả? Cái gì mà cổ xúy người ta phá nhà như đường vậy? Đưa cái cơm lam đi kìa. Con đi mua không? Cà ri cá. Sắp hoàn thành. Bây giờ mình mặc với bộ đồ Tây Bắc
Triều hãy hát một bài gì đó đi. Na 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 na. Đó, sau khi mình nướng xong rồi nó cắt chín rồi đó. Đấy, mới phụ. Đọc cái này rồi chúng ta nướng tiếp. Hôm nay mẹ lên non, một mình em lên non rồi. Thơm đôi vai, nước xuôi trong thì thầm. Cỏ xòe ô che lắng, lâm mặt đường em đi. Hay quá. Thăng 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 thăng. Rồi, với một bộ trang phục Tây Nguyên như vậy, xin mời Long Chuông thể hiện một bài hát gì đi. Xin thay một thú cô đôi nhà. Hát sai địa danh. Bầu trời cảnh phát. Hay quá em ơi. Hay quá, hay quá, hay quá. Tiếng hò reo vang lừng trên rừng tùng. Gió rung sao xác kia đỉnh sườn non, đá vách treo leo kia dòng sông thương, nước chảy trong veo. Thầy cô về. Chào cô đẹp quá. Bắt lu lầu của nhỏ xa xa. Hai ba. Bài sai đó chiều lục cung. Nà 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 nái vốn dòng sơn trang. Tính cô hay măng trúc măng giang. Vẫn lửa lên nào cho khán nào. Đêm 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 anh đuốc lập lòe. Tai nghe tiếng thú thu rừng gọi nhau. Đuốc ai sáng tỏ đếm thâu một vầng trăng sáng. Đốt tươi rừng già. Trên ngàn thang lắm quả nhiều hoa. Chưa biết thỏng rồi hả? Chảy không mẹ ơi? Rồi, rồi. Ê, trời ơi, trời ơi. Có thật sự là muốn dập muốn vậy. Ôi là trời, thiệt cái tình. Rồi, trong thời gian mình hát thì con gà mình cũng đã đầu thai 4 lần rồi. Chúa voi con ở bàn đôn, chúa có nghe nên con trẻ con. Từ rừng già cho chúa đến vui đời, rất ham ăn với lại ham chơi. Ôi trời ơi. Voi con ơi. Voi con ơi. Mình đừng có quan cố quá nha. Được rồi, tới đó được rồi. Gà con ơi, gà con ơi, con hãy tươi lên nè con ơi. Ôi con gà gái lé té rồi à. Thơm lắm con nè. Cô này mới quan trọng nè, bỏ cá vô nè. Mà công nhận luôn nha, cá cờ kiếm nhìn nó rất là chắc luôn. Quay bói rồi thấy không? Đấy. Trời ơi, tao nói gia cảnh thì là hạnh phúc. Đấy. Rồi là gia can thì là vô cùng là sung sướng. Rồi tao nói đường tài dần nó mở rộng ra ngoài. Tiền vô như nước sông Đà mà tiền ra nhỏ giọt như giọt cà phê. Trời đất ơi. Hai bạn đồng đội là sảng với nhau nha. Đứng gì thì đứng nhất. Đi về nhà thì ở công danh sự nghiệp lên. Mà nói không nội dung, nói chuyện không nội dung. Dễ thương không? Cái miệng ăn nói hoa hòe bung ra. Trời đất ơi đấy. Cái cánh thì xòe như đại bàn mổ. Đây. Bây giờ như vậy, nãy nghe làm thơ hay quá. Bây giờ hai đội chơi nè. Mình nói thơ cho nhau. Chứ cha cũng làm được mà ơn của trời quên. Đó, con... nói một câu thơ đi. Hôm nay trăng sáng như gương. Nhìn bên mặt đây. Chiều. Bỗng muốn tương vào hàm. Câu khác luôn. Buông mê hiếu khách yêu người. Ngoài. Người. Yêu đây chứ chẳng yêu người bên kia. Người bên kia. Rồi xin mời một câu mới. Gà đây nướng quá thơm lừng. Cà ri đây cũng tưng bừng mùi thơm. Trời ơi. Xuất sắc vậy đó. Một câu mới, câu 6 đi. Có hai bà cháu hơi khùng. Hơi, à, đây à, hơi khùng. Kèm theo con nhỏ dẫn chương trình điên luôn. Hay luôn.
Bên kia hai ả cũng khùng. Bên kia hai ả cũng khùng. Bên đó có đứa vừa lùn vừa cao. Bên đó có đứa vừa lùn vừa cao. Mày cao hơn tao. Không, người ta nói con đọc lại thôi. Ngoại Hà là chúa lắm mồm. Rồi rồi, tới công chuyện này. Người ta bắt đầu tuyên chiến với ngoại rồi đó. Mồm duyên mồm dáng, không phải hồ đồ như kia. Ngoại đang đứng đó giả chày. Ngoại đây gì? Ngoại đây đứng đó giả chày. Giả đi giả lại bầy nhầy thấy ghê. What? Đây là một loại muối chấm ăn với gà nướng tuyệt vời. Em là có lấy một ít lá ngón. Ủa lộn. Ngò gai. Ngò gai. Tỏi, ớt, chút xíu bột nêm, xong rồi chỉ muối, rồi đánh giã nhuyễn ra thời với ớt. Trời đất ơi. Ngon. Thấy chưa? Thấy ghê không? Ghê. Ghê là ngon ghê. Ngon ghê. Anh gọn nhẹ nha. Tôi xong rồi. Tới giai đoạn mình chuẩn bị sắp xếp. Giống như cà ri nề đường đấy, kiểu bán cà ri hình đường ngoài đường đấy, hiểu cà ri gì thôi chứ không có nét gì. Vô hồn. Thiệt. Chả dao. Thiệt. Chả dao. Mình hút lên một miếng đi. Chìm. Nụ. Hiện cái hình ra. Cái hình này là dốc hết những chén chua khảy này. Cái đây hút vô một cái, tôi tùa cha biết bài gì hết trơn. Nội mà nó quay và nó đảo không như thế này không là cái người ăn sẽ bị rối loạn tiền đình. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Chóng mặt. Trời ơi. Chóng mặt đấy. Khó nuôi. Gì? Ung thư. Ơ trời. Ăn chảy sẽ bị ung thư. Đúng vậy. Tất cả mọi nơi khi người ta nướng đều như thế cả. Đem lên là bắt đầu họ phải cạo ra. Họ phải phi tang đi đi. Thôi. 30 chưa phải là tết. Hay. Phải chờ đón tết. Hay. Hà nói như vậy làm hương mường tượng đi. Cách đây một tuần lễ. Là sao? Cũng vì phi tang đây. Quên rồi. Dọn ra thôi mày. Dọn ra. Úi dồi ôi. Chạy nha, mà anh rất là tỉa từng cái chi tiết một. Nhưng mà nhiều quá rồi. Ôi trời ơi, trời cái gì vậy? Trời ơi. Con dao này của mình đâu rồi? Đầu trộm đuôi cướp. Bên đây nó nhiều, nó bị hư dư. Ừ. Con dao. Đó. Trời ơi, mà quá công phu rồi. Đó. Ở đây trang trí cả một người con gà hết luôn. Được rồi, thấy chưa? Nếu chắc món ăn không thì nó ngon hơn. Nếu món ăn không thì nó ngon hơn. Nhiều đêm tôi khóc khi thấy mình cô đơn. Nỗi buồn của tôi có ai thấu được. Về với anh đi. Anh sẽ đưa em lên đồi mà hát. Thôi tôi sợ lắm, thôi tôi không quay lại. Kính thưa quý vị, đây là một con gà mái chạy bộ. Gà trống, gà trống. Gà trống. Ôi là la. Dạ, kính thưa quý vị em lộn. Bởi vì con này nó cũng là con trống. Ê, con mái. Con gà trống hay có con mái ngồi đây. Rối loạn sao okay. Đây là con gà trống mà ở trên đây là một con gà mái. Nhưng mà nó là con trai.
đúng không? Thôi kệ đi, qua đi. Ê thà mình nếu mà mình bỏ phần thuyết trình đi cũng được á, chứ không ai yêu cầu hết á. Nó ăn nghe dở liền đó, thì con dở luôn. Chúng ta sẽ được cái gì? Trí. Trí Dũng. Đi Dũng. Sắm đôi. Đó. Dình nghiệp. Dạ. Đó. Và đây là cái cây trúc gọi là tượng trưng cho sự được bền bỉ, cho một sự là bắt não ta giai niên. Tài đức dạng toàn, vững gia phong. Đó. Nó nghe này mình ăn gà hay mình ăn chay mà nghe không giống như đi chùa. Trong cái gì cái lam này? Trong lam. Cho là nó chứa đựng tất cả các tài nguyên khoáng sản của Việt Nam. Còn đó là gì, là gạo. Gạo là hạt ngọc trời cho. Thấy không? Là của đất trời. Dạ. Được đậm chất tình cảm của hai ngoại cháu đó, nướng bằng tất cả tâm sức và được đốt lửa lên của cái gì cái mà thằng Tề Thiên mà nó chui lên đấy. Chưa cạo kìa. Quả diễm sơn. Quả như chất lửa, quả diễm sơn. Đấy. Mấy phần chỗ cháy đen chưa cạo hết kìa. Đã xong rồi đó. Rồi, nhìn qua bên đây. Đây bên này để em nói qua nha. Mọi người có thể nhìn thấy những cái âm hưởng của núi rừng ở trong những cái quả này. Âm hưởng không có liên quan. Núi rừng thì mới có cái này chứ biển làm gì có những cái quả như đúng thế rồi, này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng còn rồi. Cá ở đây là cá biển. Đúng rồi, đúng rồi. Thì chúng ta có những cái người ta gọi là núi biển non sông hòa hợp. À, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, những bông hoa này là tượng trưng cho những cái sự tỏa sáng, hoa chưa chín lượng của món ăn. Hả? Hoa đang chưa chín cả. Không, nó chỉ mang cái tính chất mang tính chất là tượng trưng, có nghĩa là chỉ trang trí thôi. Trang trí. Bốn cái hoa này tượng trưng cho bốn chúng ta đó. Không, không, không. Không. Bốn là gì, là trong phong thủy là rất là sai nè, sinh lão bệnh tử. Vậy thì thôi mình bỏ cho một cái nữa cho em vô nữa là sinh sinh đó, tại vì nó kêu là tứ rồi đấy. Ngắn gọn là bao nhiêu, anh kêu dùng cái đi. Với những cái gia vị rất là phổ thông và dễ tìm, chứ cái đây sẽ không phổ thông. Bún bánh mì, khoai tây, khoai lang, cà rốt và cá vô biển rất dễ tìm, mà có thể có những bữa vui vẻ sum vầy. Đó. Chắc bây giờ ăn thì chắc là có một mình nghĩ đến từng cái bước một, coi là cái món ăn của mình có thực sự ảnh hưởng đến người ăn hay không. Ảnh hưởng, món ăn này có ảnh hưởng tới người ăn hay không ạ? Có. Bởi vì sao, chúng tôi đã điều tra rồi, 99% dân số thế giới đều thích ăn đồ nước và đều thích ăn gà. 99% những người mà ăn á là cái nước dừa mà nấu mà không kỹ là tè lem. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với bước cực kỳ quan trọng trong chương trình đại chiến ẩm thực, đó chính là chấm điểm. Bây giờ hai món ăn đã chuẩn bị xong rồi. Cái quan trọng nhất đó là chào đón giám khảo của chúng tôi. Vỗ tay cho giám khảo Nguyễn Trần Gia Quy. Chào tôi. Chào tôi. Trời đất ơi, gì vậy? Hả? Kỳ này sao kỳ vậy, không có giám khảo hả? Cũng đi liên hệ nhiều chỗ mà người ta kẹt hết trơn rồi. Cho nên là quyết định tự tổ chức, tự cho thi, tự chấm luôn. Không, mà em cũng tin tưởng lắm, chiếc lưỡi này là chiếc lưỡi thần thánh. Rồi, bây giờ thì với một cái người mà làm theo suốt cái chương trình này thì chắc chắn sẽ là một người rất công tâm. Mọi người tin tưởng. Tin tưởng. Anh tin em không? Tin chứ. Tin, cái mặt đó là tin rồi. Ngoại tin không? Tin. Lúc nào ngoại cũng tin. Long Chuôn. Tin. Tin. Rồi. Không hỏi tôi. Không còn hỏi, tin là tin rồi, hỏi gì đó. Rồi, tất cả mọi người đều tin tưởng Su Su. Cho nên cái trọng trách này rất là nặng nề. Rồi, ăn gà trước nha. Ngọt, có bên trong chưa chín rồi. Chín rồi. Chín rồi bà ơi. Trong lo nó chưa chín. Chín rồi mà đúng không? Nè, ở trong này nó đã chín rồi mà. Rồi ơi, bây giờ bán món này. Gà ri cá lần đầu tiên ăn luôn. Trời ơi, ăn mà mưa phùn lất phất đã. Ngon, thiệt. Yeah. Thử đi. Trời ơi, không còn gì nói hết trơn. 10 điểm, ăn thử liền đi. Ngon ha. Ngon. Thôi cà ngon quá à. Sau khi mà thử hai món thì thật ra cái thái độ của Su Su khi thử món thì mọi người biết rõ là thắng. Không, nhưng mà kết luận đi. Kết luận phần thắng của ngày hôm nay ở
thử thách đại chiến ẩm thực đã thuộc về Ngoại Vũ Hà. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Tuyệt vời. Cái gì vậy trời? Hả? Tao lột một tông giảm ra nha. Hả? Tao vậy? Tao mày khen tao dữ vậy, tao mà mày ngon. Mà nói cho bằng là ngon, thiệt sự. Nhưng mà đâu phải ngon là nhất định phải thắng. Đúng rồi. Như đăng thi nấu ăn mà. Em là giám khảo. Đúng rồi. Em không phải là chuyên gia ẩm thực. Đúng rồi. Em không có chấm theo món ăn. Đúng rồi. Em chấm theo mối quan hệ. Ơi, tập này phần thắng tuyệt đối nghiêng về đội của ngoại Vũ Hà. Yeah. Không mà tuyệt đối nữa trời. Gà sống mà. Từ sẵn là làm cho vui hả? Ủa. Tuyệt vời quá. Hay quá. Trời đất ơi, vậy là sao chương trình kỳ vậy? Còn muốn nói gì không? Không à. Cuộc sống đó quý vị. Đó thấy không? Trong một hắn mà vẫn ăn đồ ăn của mình kìa kỳ vậy. Nó là ngon hả? Trong cuộc sống quý vị và các bạn. Không quý vị và các bạn mà nhìn vô nhìn như vậy mà không phải như vậy. Đúng. Ngon chưa chắc. Anh đi gà nữa không? Ngon 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 ngon. Quý vị và các bạn hãy xem chương trình này và học hỏi. Trong cuộc sống nó kinh khủng khiếp lắm. Nó vất vả nhưng thật sự nhìn vô họ rất là sung sướng. Đó, cho nên là cái gì nó trắng thì quý vị và các bạn khoan ha, kêu nó trắng. Mà khi mà nhìn thấy màu đen thì quý vị chưa chắc nó đã màu đen. Đó. Rồi, đi theo ngoại, đi theo nè lên. Trời ơi. Trời cái gì vậy trời? Nhìn đi. Hả? Tự nhiên lôi con vô đây làm cái gì? Trời ơi, một cái shop nổi tiếng ở Buôn Mê Thuột luôn, bán đồ đẹp. Không, cái đẹp cái kể người ta tự nhiên. Trời ơi, bữa nay tự nhiên lôi đi giống như bắt cóc vậy trời. Trời nói, rồi. Hôm nay ngoại sẽ mua đồ tặng cho con. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Ngoại mua đồ tặng con. Ừ. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, bữa giờ quay mơ. Không tỉnh, tỉnh ngoài, đau nha, tỉnh. Ngoài mua đồ tặng con thiệt hả? 5 món. Thôi nha, dụ vô rồi mua vào đóng rồi kêu con trả tiền, không có trời tiền nha. Trời ơi, con nghĩ đi, con bạn là bạn thân với Đàm Vĩnh Hưng. Thì phải giàu ngang nhau mới là bạn được. Mà Đàm Vĩnh Hưng hát á, 500 triệu thì nó phải xài hết 480. Trời ơi. Còn ngoài nè, hát được 95 triệu. Xin đủ, xin người ta thêm 5 triệu nữa là 100 ngoài kết. Trời ơi, hay quá ngoài ơi. Giờ vô mua đồ. Đi vô mua. Vô mua. Đó, thấy không? Nhưng mà không khi nào mà khơi mà dẫn đi mua đồ hết trơn. Lý do gì không? Không có lý do gì hết trơn. Tại thấy con làm MC thấy tội nghiệp. Mà Hưng nó chả có được đâu được nhiêu tiền đâu. Đúng không? Cảm động quá. Lần đầu tiên thấy ngoại đàng hoàng cái con. Đó, thế tội nghiệp mua mấy bộ đồ. Không gì một mục đích gì luôn. Chứ ai đâu mà mặc mấy bộ đồ mà cho thuê rồi mới cho đồ đạc gì mà. Thế lửa. Ừ. Lấy cái đồ mắc tiền vô, lấy đồ mắc tiền vô. Rồi hả, ngoại nhờ con chút xíu công chuyện thôi. Rồi ngoại đợi con chút nha, con đang lựa đồ nha ngoại nha. Ừ, con cứ lựa đi. Dạ. Vỏ là mắc nhất gì? Mắc nhất à? Mắc nhất đây đi. Đây. Cái này có hợp với em không? Trời ơi, nó hợp với em lắm gì ơi. Trời ơi, ngoại ơi, bất ngờ quá. Đồ giày nữa kìa. Là thêm luôn hả? Trời ơi, đây, giờ đôi nào mắc nhất chị? Rồi, đôi này lóng lánh luôn, bao nhiêu chị? Đôi này á? Dạ. Đôi này 25 triệu. Louis Vuitton nè. Là, ngoài chiếu luôn hả? Ở cái này trời tính ra thật sự làm gì tới 200 ta. Không có bình thường. Cái này giống như đang làm mơ rồi, trời bất ngờ quá ngoại ơi. Đừng có lo, tính tiền. Dạ, tính tiền. Chắc chưa? Dạ. Dạ, chị ơi, tính tiền giùm em. Dạ. Đây, quẹt thẻ cho em. Hỏi nhỏ cái này. Nãy ngoài kêu nhờ con giúp cái gì á? Cái chuyện ở trong tầm tay của con thôi. Lần này, hiểu không? Dạ. Yeah. Mình mời, khách mời làm ban giám khảo á. Dạ. Yeah. Con hủy hết vé đi. Trời, nó delay, nó không có lên được. Mời hết rồi. Nhưng mà mình sẽ làm sao để cho nó hở là bị delay. Xong rồi nó không có vé, nó bay lên đây được để nó chấm điểm. Rồi con sẽ là ban giám khảo. Con là ban giám khảo. Đúng rồi. Chấm anh Hưng thắng. Nó thắng. Hưng thắng. Là cái đống đó. Trời ơi, con nghĩ đi. 200 triệu mà con chấm đồ ăn chấm điểm thắng có gì đâu. Không có cái gì mà mắc cỡ với cái lương tâm mình hết trơn á. Dễ ọp. Rồi con rồi làm sao? Khách mời con báo với bên tập là khách mời nó hủy show.
hiểu không? Thật ra con làm chương trình này với một cái tấm lòng thiện nguyện nè ha, rồi với lại cái sự công bằng nó để lên hàng đầu, mà nhưng mà thắng ngoài sẽ thắng, đúng không? Ngoài sẽ thắng. Vậy con là một người biết thông minh, biết suy nghĩ, con phải biết cho con chứ, hiểu nhưng không? Mà chắc chắn vòng này ngoài phải thắng, phải thắng. Dù mua không mua gì cũng thắng hết á. Không phải, còn phải cái này tặng con thôi, hiểu không? Còn... chứ không có phải lấy lòng đâu. Đúng rồi, tại vì con ngoài nấu ăn rất ngon. Ừ, nó vậy đó, nhưng mà không có sao đâu, miễn sao mình thắng. Chứ miễn sao thắng được rồi. Miễn sao mình thắng được rồi. Trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn. Em cảm ơn chị. Trời ơi. Sao mà bất ngờ quá vậy trời ơi. Chắc chắn tập này ngoại sẽ thắng. Con ta ăn nè. Ngon không em? Ăn thử miếng gà nữa không? Không, dở dở. Nhưng mà thắng. Đúng. Trời ơi, trời gì kỳ vậy? Tôi không hiểu nổi luôn á. Và chương trình Đại Chiến Ẩm Thực rất là cảm ơn du lịch sinh thái Cô Bư Buôn Đôn đã hỗ trợ và đồng hành cùng với chương trình. Và lại một lần nữa tôi phải được công bố đó là phần thắng đã thuộc về đội của Ngoại Vũ Hà. Trời ơi, trời gì kỳ vậy trời? Trời ơi, cho giải. Cho thắng một cái phẫn nộ trời mưa luôn. Thôi đi không? Công Lý ở Việt Nam cũng chỉ là một diễn viên hài thôi. Lớn để chào đón anh Tam Bình Hưng, anh Vũ Hà và các anh chị trong ekip. Hiện tại thì trung tâm đang quản lý chăm sóc nuôi dưỡng 103 cháu học từ nhỏ nhất là mầm non và lớn nhất là đang học cao đẳng đại học. Đa phần là các cháu là mồ côi cả bố lẫn mẹ, trong đó là có một số cháu thì bị bỏ rơi thì cũng được đưa về trung tâm để chăm sóc nuôi dưỡng. Còn một số cháu thì tuy con bố con mẹ nhưng mà bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc là bố mẹ là người khuyết tật nặng, không có khả năng để chăm sóc cháu. Một số cháu thì vì hoàn cảnh gia đình, bố hoặc mẹ đang chấp hành án phạt tù, không có ai chăm sóc cả thì cùng đưa vô trung tâm để cho các cháu đi học. Ngày hôm nay sự có mặt của các cô chú ở đây để xem như là một cái vòng tay ôm các con, một cái sự vuốt ve, một cái sự an ủi để thăm các con. Lúc đầu dự kiến là 20 triệu mà tới đây thấy thương quá, chịu nổi tăng thêm 10 triệu nữa là 30 triệu nha. 30 triệu để phụ với trung tâm để cho các con có thêm những cái sinh hoạt, những cái chi phí, những cái bữa ăn nó phong phú hơn. Xin chúc cho trung tâm sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của các mạnh thường quân, cho các con bình yên, học giỏi, khỏe mạnh. Và Hưng xin dứt lời cùng anh chị nghệ sĩ xin chúc sức khỏe mọi người nha. Thương con lắm, âm thầm cha không nói, khẽ ôm chồng khi con đã ngủ say. Những cay đắng cuộc đời cha nhận lấy, những lúc buồn cha nào để. Hy vọng rằng là ba hay mẹ đã từng để con lại qua bến xe đó, xem được chương trình này thì có thể mình đã khó khăn mình không nuôi, nhưng mà cho con biết là con còn có ba mẹ ở trên đời này, đừng có bỏ con vậy, tội nghiệp. Không có quý vị thì trung tâm vẫn nuôi, mà có quý vị trung tâm vẫn nuôi. Nhưng mà quan trọng nhất là để cho các con, cái vết thương lòng của con nó lành, để cho các con biết là các con còn có ba mẹ nữa nha mọi người nha. Hy vọng là các ba mẹ nào đã vô tình lướt xem thì xem clip này sẽ nghĩ lại và tới đây nhìn lại con mình. Tình cha bao la dạy con vươn xa, đưa con đến tương lai nhiệm màu. Người đã cho con vòng tay ấm áp, cho con hết tuổi xuân của cha. Cảm ơn người vì mang con đến thế gian, cảm ơn người vì ơn nghĩa sinh thành, yêu thương cả đời, hy sinh đến ngày con lớn khôn. Ôi tình cha.